GrabPay thưởng đến 70.000 đồng khi hoàn thành chuyến xe GrabPay Economy tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 24 tháng 12 năm 2023. Quý đối tác thân mến, với mong muốn tạo thêm cơ hội và gia tăng thu nhập thì Grab thông báo triển khai cái chương trình thưởng 70.000 đồng khi hoàn thành chuyến xe Grab Economy. Thì dưới đây là cái bảng thưởng. Đấy, 40.000 trên tuần, 70.000 trên tuần, 40.000 trên tuần, 70.000 đồng trên một tuần. Thì nó sẽ có những cái điều kiện và nó sẽ có những cái giới hạn. Đó, và cái khung giờ quy định là từ 16 giờ hàng ngày cho tới là 18 giờ 59 phút. Đó, trong hai cái khung giờ, hai cái kỳ của hai tháng gần tới Tết. Đó, thì mỗi khi mà công ty họ cập nhật chính sách cũng như là họ thay đổi như thế này thì mình sẽ nhận biết được là cái nhu cầu thị trường nó đang hướng tới cái điều gì. Và ở dưới này là một cái vài cái điều lưu ý quan trọng. Tiền thưởng sẽ được thanh toán vào ví tiền mặt đối tác vào thứ hai hàng tuần kế tiếp sau khi đặt đủ điều kiện thưởng. Chuyến xe là phải hợp lệ nha. Đó, còn hợp lệ như thế nào thì các bạn xem, thì mình dành cái thời gian để mà mình chia sẻ vì sao mà công ty lại thay đổi những cái chính sách như thế này. Và cái gói dịch vụ Economy là cái dịch vụ gì? Thì cái Economy này thì cũng là một trong những cái dịch vụ của công ty Grab. Là thường là giá cước của Economy nó rất là rẻ và hầu như rất là nhiều cái khuyến mãi khi mà nhiều cái ứng dụng đặt xe khác họ đang xuất hiện trên thị trường. Thì cái này là một trong những cái chiến lược mà để là công ty giữ chân tài xế, cũng như là một phần là để là phục vụ khách hàng bởi những cái khoản tiền khuyến mãi, cũng như là những cái khung giờ mà tài xế thường là tài xế cũ họ sẽ hủy và họ sẽ không có lựa chọn cái dịch vụ này để mà vận hành, bởi vì cái dịch vụ GrabPay đã rất là rẻ. Tuy nhiên cái dịch vụ Economy nó còn rẻ hơn khá là nhiều, mà hầu như là dù khách có nhu cầu dịch vụ gì đi nữa thì khi có cái chương trình này nó diễn ra thì họ cũng sẽ luôn lựa chọn những cái chương trình như thế này. Và cái điều kiện này không áp dụng cho những người chuyển vùng hoạt động, ví dụ như Nguyễn đó, để cho các anh em mình cập nhật để mà có thể là hoạt động linh hoạt và tốt hơn trong thời gian sắp tới.